Trong câu chuyện đội ngũ, đội nhóm chắc chắn nó sẽ có rất nhiều những cái kỷ niệm thú vị. Chắc Thì chắn không rồi, biết chắc là anh chắn có rồi. thể chia sẻ một chút được không ạ? Được. Thực ra là mình thì rất là may mắn là có rất nhiều anh em đã đồng hành, và đặc biệt là đồng hành từ những ngày đầu tiên và qua những giai đoạn rất khó khăn của doanh nghiệp. Tất nhiên là cái chuyện mà mọi người đồng hành với mình nó có nhiều yếu tố, nhưng mà mình thì rất may mắn thì cái quá trình mà mình khởi nghiệp trước đấy cũng như quá trình mình đi làm thì mình nhận rất nhiều tình cảm của anh em đó. Và một cái câu chuyện mà mình vẫn muốn chia sẻ hôm nay là khi mình khởi nghiệp lần thứ ba thì có rất nhiều anh em lúc đó đang có những công việc tốt, thậm chí có những sự nghiệp của mình đó, nhưng mà sẵn sàng dừng lại để đi cùng mình, mà cũng không biết là liệu rằng cái lần này là khởi nghiệp của anh Khanh nó sẽ ra sao, bởi vì lần thứ ba rồi đó, anh em vẫn có niềm tin và từ bỏ những công việc tốt, từ bỏ những cái sự nghiệp riêng mình đang theo đuổi để về đồng hành cùng với mình. Đấy là một cái điều rất may mắn và là một cái yếu tố rất cần thiết cho cái hành trình khởi nghiệp đó. Tất nhiên xung quanh câu chuyện về nhân sự thì có rất nhiều cái điều mình có thể chia sẻ ở đây. Mình hay nói với anh em là đôi khi là mình phải trả giá cả cuộc đời cho câu chuyện nhân sự, không thể hết được đó. Từ câu chuyện mình mất anh em, mất do những câu chuyện rất là nhỏ, có thể là một sự hiểu nhầm, có thể là một cái sự nào đó chưa hài lòng ở một cái khoảnh khắc rất nhỏ, nó chỉ là rất nhỏ trong cả hành trình dài thôi, cũng có thể chúng ta bị mất những người nhân sự tốt đó. Và có lúc phải đối mặt với câu chuyện là những anh em mà đi với mình rất lâu, những người gọi là công thần, thì đến thời điểm hiện tại thì các bạn ấy không còn phù hợp nữa, hoặc các bạn ấy không thể nào mà thích ứng được để theo kịp được với cái những cái mới, thì mình phải ứng xử như thế nào. Đó là những bài mà những cái tình huống mà Argentino và cá nhân mình cũng phải trải qua, cũng rất là nhiều những cái cảm xúc. Hay có những lúc phải đứng trước một cái câu chuyện là phải cho cả một 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 đội ngũ toàn những người quan trọng phải rời khỏi cuộc chơi thì phải làm như thế nào đó. Ở Argentino thì đã có một cái tình huống là mình đã phải chấp nhận là toàn bộ những bạn nằm trong cái khối sản phẩm, khối lõi của Argentino đã phải ngừng lại công việc cùng một lúc. Toàn bộ bộ phận thiết kế, toàn bộ bộ phận liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến kiểm soát chất lượng sản phẩm phải dừng lại ở trong một thời điểm. Đấy là một cái case mà nói là rất là khó khăn với mình. Đó. Nhưng vẫn phải quyết định, bởi vì chúng ta không có sự lựa chọn. À, khi ở một thời điểm đấy, mọi người có thể vì những cái điều nào đó, mọi người không còn tâm huyết với công ty, hoặc có thể mình có những sai sót mình không nhìn ra. Đó, và nó xảy ra những yếu tố xung đột với những cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, nó vi phạm những yếu tố văn hóa của công ty. Đó, và mình đã từng phải đối mặt với câu chuyện là trong một tuần là phải dựng lại một đội ngũ hoàn toàn mới, mà phải giải quyết những bài toán rất cấp bách. Nhưng qua câu chuyện đấy thì mình thấy là mọi việc đều có thể làm được, nếu mình làm đúng và mình có quyết tâm. Thì mình đã từng có một tuần để có một đội ngũ hoàn toàn mới, và các bạn làm việc ngày đêm trong một thời gian rất ngắn để mà theo kịp được cái tiến độ, bởi vì thời trang mà các bộ sưu tập ra nó phải đúng thời điểm, các bạn làm việc ở công ty, ngủ ở công ty càng sáng trời để mà đáp ứng, bởi vì trước đấy sự khủng hoảng nhân sự xảy ra thì mọi thứ bị gián đoạn rất là nhiều đó. Và đấy là những cái kỷ niệm mà không thể tránh khỏi được đấy, trong cái quá trình mà đi cùng anh em. Có những người bây giờ vẫn đang đồng hành cùng với mình, có rất nhiều mà người đồng đã phải rời khỏi cuộc chơi, vẫn giữ được những mối quan hệ tốt đẹp, nhưng cũng có mất mát mà mình phải trả giá, mà có thể từ những sai lầm của chính mình mà nhiều lúc mình cũng không thể nhìn ra được. Mình không thể nhìn ra được, mình sai mình chỉ biết là mình mất thôi, và mình cố gắng mình học để mình hạn chế, không học hết được. Nhưng mà tựu chung lại thì có thể nói ở Aristino thì mình rất là may mắn cả đến giờ phút này có rất nhiều anh em đồng hành cùng, vì rất nhiều lý do, nhưng mà có những lý do sau có thể thấy được. Nhất là các bạn đến với Aristino, các bạn đều thấy là ở đây là một cái sự tử tế. Đấy, thấy được từ sếp của mình, văn hóa đây là những điều tốt đẹp, những sự tử tế, mọi người đều hướng tới những điều tốt đẹp, ở đây mọi người yêu thương nhau đó. Đấy là một cái điều mọi người cảm thấy là nó không bị chạy theo những cái cơm áo gạo tiền quá nặng nề, mà mọi người học lớn lên trưởng thành cả về mặt
phẩm chất, tri thức, kinh nghiệm, nghề nghiệp. Rồi mọi người thấy ở đây thì mọi người giúp đỡ nhau. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, để chia sẻ lẫn nhau. Đó, và những điều mà như vậy thì mọi người thấy là nó, cái việc mà mình có một môi trường mình gắn kết nó có ý nghĩa và là một cái sợi dây quan trọng kết nối mọi người suốt cái thời gian dài. Và có những bạn là làm với mình từ hồi mình đi làm thuê và chỉ làm với mình từ ngày giờ đến từ ngày ra trường, giờ chưa làm ở bất cứ chỗ nào khác cả. Và có rất nhiều bạn thì đã có lúc phải rời đi xong lại quay trở về. Và đi rất nhiều bạn đã quay trở về sau khi đã để tìm một cái môi trường mới. Và mọi người quay trở về không phải vì điều gì cả, không phải vì mọi người thiếu một công việc, không phải vì mọi người thấy là ở đây vẫn là một môi trường mà tốt để chúng ta có thể gắn bó và để thực hiện những cái ước mơ đó. Và mình luôn truyền đạt cho các bạn là làm cái điều nó lớn lao, phải làm cái điều gì nó có ý nghĩa, chứ đừng làm cho mỗi bản thân, kiếm một tiền không đủ, làm nó tạo giá trị cho người xung quanh và góp phần làm cho đất nước của mình tươi đẹp hơn, thì cái việc nó mới xứng đáng để mà làm. Chứ chỉ giàu có không thì cho cá nhân không thì chưa đủ. Em cũng rất là chia sẻ câu chuyện đấy, bởi vì hành trình làm Spy Room của em cũng vậy. Bọn em cũng luôn hướng đến sự tử tế. Em nghĩ thế, tức là mọi người nên tử tế với nhau nhiều hơn, và mọi người nên, tức là công để làm sao em có quan điểm là trong công việc thì thực ra mình dành chắc phải đến 1/3 cuộc đời cho công việc. Mà nếu mình ở trong một môi trường mình không cảm thấy hạnh phúc, mình không cảm thấy mình đóng góp được hay mình tạo ra cái giá trị gì tốt ấy, thì thực sự là đấy là 1/3 cuộc đời, kể cả kiếm được tiền đi chăng nữa thì nó cũng rất là vất vả và nó rất là mệt mỏi. Cái đánh đổi của mình nó rất là nhiều. Và em cũng còn đồng cảm một điều nữa của anh, đó là em nghĩ là em cũng đã trải qua những cái mà anh đã trải qua, là tất nhiên ở một cái scale nó bé rất là nhiều, nhưng mà những việc là đôi khi là có người phù hợp, người không phù hợp, rồi có những lúc phải đưa ra những quyết định rất khó. Em hay nói với nhân sự của em là thực ra thì nếu mà để cho tôi được chọn thì lúc nào cũng sẽ chọn trở thành một người nice, tức là tử tế, luôn luôn tốt với mọi người, đưa cho mọi người tất cả những thứ mọi người muốn. Ai cũng muốn thành người như vậy. Nhưng mà thực sự để làm một người lãnh đạo tốt thì cái khó ở đây là phải đưa ra những quyết định mà người khác không thể đưa ra được.